Thưa khán giả, là một đảng viên, đồng chí Lê Giang Xe luôn thể hiện tinh thần tiên phong, là chi hội trưởng cựu chiến binh, đồng chí luôn gương mẫu trong công tác hội và phong trào hội ở địa phương. Đồng chí được Hội Cựu chiến binh thị xã Ngã Năm điển hình cả hai phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu và cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo. Là phó bí thư chi bộ khóm Tân Quế, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng cựu chiến binh khóm Tân Quế, phường 2 thị xã Ngã Năm, đồng chí Lê Giang Xe luôn được chi bộ biểu dương về một đảng viên điển hình trong lao động sản xuất, khơi gợi cách nghĩ, cách làm cho đảng viên, cho hội viên và nhân dân trong khóm. Với diện tích 2,4 hectare đất trồng lúa được xây dựng bờ bao khép kín, trên bờ trồng dừa, dưới ruộng thì trồng hai vụ lúa, mùa nước nổi thì nuôi cá, nuôi vịt lấy trứng, vịt lấy thịt. Vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch lúa hè thu, anh tiến hành mua cá giống về ương dưỡng trong ao nuôi có diện tích 400 m², thu hoạch lúa xong, nước đầu nguồn đổ về. Anh buông thả cá trong ao lên ruộng lúa để tự phát triển. Đến tháng 11, anh bơm rút nước để xuống giống vụ lúa đông xuân, đồng thời thu hoạch cá. Thực hiện phong trào 3 cây 1 con của phòng kinh tế phát động, ngoài thu hoạch cá, anh còn có nguồn thu thường xuyên trên 200 cây dừa trên bờ bao toàn bộ diện tích đất sản xuất. Nguồn thu từ lúa, từ vườn dừa, cá nuôi tự nhiên, mỗi năm anh lợi nhuận từ 250 đến 300 triệu đồng. Một mô hình tổ chức sản xuất khép kín được chi bộ và hội cựu chiến binh phường 2 thường xuyên tổ chức tham quan rút kinh nghiệm nhân rộng trong và ngoài khóm. Tôi là chi hội của khóm Tân Thành. Nhưng mà qua cái chi hội của khóm Tân Quế thì những cái hộ của đồng chí Xe này thì lên cái có đủ điều kiện để mà lên đây, trên bờ thì trồng hoa màu, dừa, ở dưới thì nuôi cá, thì ốc, thì thấy cũng có hiệu quả thì tôi cũng về nhân rộng cho chi hội tôi. Như là ở đây thì như là mùa khô á, thì như lúa, rồi ở trên thì có dừa, rồi tới nước nổi thì cá, thu nhập kinh tế là hàng năm là đạt cao, thì mình không có thiếu cái gì hết. Như là tất cả những tận dụng những miếng đất trống để trồng cọt rau sạch rồi coi như là hoàn toàn hết. Hồi đó chiến đấu về thường thì coi như là cũng phải gác hết cái vai trò của cựu chiến binh, như là để như là những gì mình làm được ở trong đời thường thì coi như là những gì có kinh tế thì mình cứ làm chứ không có mà tránh né mà để nhờ công trời trở lại. Thành công trong tổ chức sản xuất, nuôi dạy con ăn học thành tài, gương mẫu thực hiện các phong trào do chi bộ và hội cựu chiến binh phát động. Đã là hộ khá giàu, nhưng gia đình và bản thân đồng chí vẫn rất tích cực lao động. Vào mùa, hàng đêm vợ chồng anh bơi xuồng trên đồng bắt ốc bươu vàng để cung ứng cho các đầu mối. Vừa diệt ốc phá hại, vừa đem lại nguồn thu trên 200.000 đồng mỗi buổi tối. Thực hiện kế hoạch 291, đất quanh nhà anh không để một khoảng trống, không để ao mương thiếu cá. Với phương châm, nuôi trồng để tự phục vụ, có dư thì bán để cải thiện thu nhập. Cơ hội cựu chiến binh thì thực hiện là cái mô hình là sản xuất quanh nhà, trồng cây trái là rau màu cũng xung quanh nhà. Thì đó là cái mô hình thực tế của địa phương. Thì qua đó thì chi bộ chúng tôi thì cũng như nhân dân của địa phương cũng tham quan học hỏi để mà góp phần thực hiện cái phát triển kinh tế hộ gia đình. Thì đó thì điển hình nhất là cái mô hình của đồng chí Xe. Thì từ chỗ đó thì coi như là thứ nhất là cựu chiến binh và nông dân, phụ nữ cũng như là nói chung thanh niên cũng đều tham gia học hỏi cái mô hình này. Vì cái mô hình này là nó thực tế, thiết thực. Một phó bí thư chi bộ mẫu mực, một chi hội trưởng cựu chiến binh gương mẫu, một trưởng ban công tác mặt trận năng nổ, tiên phong xây dựng phong trào, đồng chí đã phát huy tốt vai trò của người đảng viên, hội viên để đưa nghị quyết của đảng, của chi bộ vào thực tiễn cuộc sống. Phát huy lý tưởng cách mạng của người đảng viên, phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đồng chí không ngừng phấn đấu trong lao động sản xuất, tích cực xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thì hội cựu chiến binh phường chúng tôi thì cũng trên cơ sở đó thì cũng triển khai ra cho hội viên để mà thực hiện các cái mô hình là kinh tế làm sao mà đem lại hiệu quả cao nhất cho hội viên. Lê Văn Xe là hội viên của chiến binh khóm Tân Quế đó, thì ảnh cũng đi đầu trong cái phong trào này. Thì qua đánh giá theo dõi thì cái mô hình của ảnh thì đem lại hiệu quả rất cao. Có nghĩa là không cần phải mình tốn kém nhiều cái đầu tư mà cho cá ăn. Sau khi mà chúng ta ươm cá xong thì khi thu hoạch lúa xong đó, thì cái nước ở trên ruộng nó tốt rồi thì ảnh sẽ bung cá lên trên ruộng. Thì sau chuẩn bị mà tác đông xuân đó thì ảnh sẽ thu hoạch cá.
gia đình ảnh thì nói chung là cái gì mà trồng trọt được, chăn nuôi được để mà đem lại cái thu nhập cũng như là cái nguồn thực phẩm cho gia đình, rồi bên cạnh đó là để mà bán để kiếm thêm nguồn thu nhập thì ảnh làm nói chung là rất là tốt. Cựu chiến binh gương mẫu và cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là hai phong trào trọng tâm của hội, khuyến khích mỗi hội viên nêu cao tinh thần phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí Lê Giang Xe luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người lính Cụ Hồ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết ban chấp hành hội đề ra.